Yên thế này đâu, nó lại vào Hà Nội, chắc trong kia đang có đánh lớn. Ngày ấy họ còn rất trẻ, có người lần đầu xa nhà, có người hôm trước còn ngồi trên ghế nhà trường. Đất nước có chiến tranh, cuộc chiến đấu đang ở giai đoạn quyết liệt nhất. Họ lên đường mang theo những kỷ niệm tuổi thơ, cả nếp sống quen thuộc của người thanh niên, nhiều mơ ước, khao khát sống và yêu thương. Những ngày huấn luyện ngắn ngủi ở hậu phương là giai đoạn chuyển tiếp từ đời sống bình thường sang đời người lính, đã để lại nhiều kỷ niệm nâng đỡ họ vượt qua gian khổ hy sinh trên chiến trường. Đi đâu đấy? Đi tìm đơn vị của đội nữ chứ còn gì nữa. Không được, địa điểm phải được thủ trưởng duyệt. Tụi mình mà làm láo, các bối quạt chết. Mày là xe trưởng trên bãi tập, còn tao lo về đời sống vật chất tinh thần cho anh em chứ, đúng không? Nhưng chúng mày muốn gì ở đấy? Dạ. Anh em vẫn luyện tập tốt, thế là mày yên tâm chứ gì. Tao hỏi thật, chúng mày định làm gì hả? Làm quen, vui chơi, nếu hợp thì yêu nhau cũng tốt chứ sao. Rồi sau đó được đến đâu hay đến đấy, việc gì phải tính toán quá dài cho mày.
Nhưng người lo cái gì hả thầy? Rồi chúng mình ra trận lại chia tay. Chúng mày muốn khi ra đi phải có ai đó chờ đợi mong nhớ à? Mày đừng có dở giọng từng trải ra với chúng tao nhé. Làm thằng đàn ông sống một ngày cũng phải biết yêu chứ. Ra trận có cái để nhớ, để mong cũng đỡ khốn khổ. Có thể chúng mày nghĩ đúng. Thôi được, để tao xin phép mấy ông trung đội cho. Nghỉ thôi. Nghỉ đi. Bọn 236 giỏi thật, có ngày dân quân xã đón về. Này, mà toàn giữ con gái mới tuyệt chứ. Ừ. Kìa, ngã. Đúng là cái đồ sinh viên chơi gà không chặt. Lại cả thằng chót này nữa, vào bộ đội đã phải chiếu cố, lại còn đòi làm lính căng. Bỏ kiểu đùa ấy đi. Vĩnh, hôm khám bộ đội mày làm thế nào mà đủ cân được hả? Năng xương đủ tiêu chuẩn. Ê, mày lừa được mấy con bé cân đo chứ không lừa được tao đâu nhá. Có thêm các thứ khác, mặc áo bông nhiều túi lắm. Trong túi còn đến 2 cân chì nữa phải không? Còn lâu ấy, cộng cả áo bông còn lan gian được 3 cân còn gì nữa. Thế là vào thẳng đơn vị xe tăng có phải không? Đó hết cả nhưng vẫn ăn được. Chúng mày xem ông ấy nuôi cho bọn mình ăn cái gì thế này. Đổ nước vào thành cháo là dễ ăn hơn đấy. Còn mẹ bỏ mẹ, có cơm 8 giò chả cũng không nuốt nổi. Chưa, đun nước uống đi. Rồi thằng chót này, mày phải ăn bù đủ cho máu cam đã mất. Này, học đi để thi vào năm thứ 3 không cần phải ưu tiên. Ở nhà lớp sử 2 của chúng tao cũng đang lo thi cuối năm đây. Anh Thời này, anh có định loại em cho khỏi kiếp xe này không? Sức cậu khó theo nổi đấy, có lẽ cậu nên chuyển. Không, em làm được mà, dần dần sẽ quen. Anh đừng báo cáo với thủ trưởng về mấy vụ sổ mũi hắt hơi của em nhé. Nhưng tại sao mày chỉ thích làm lính căng thôi hả Vĩnh? Em đã viết thư gửi về cho gia đình, lại còn chụp ảnh đứng cạnh cái T-54 này nữa. Bây giờ cả làng đều biết là lính căng. Em mà vác mặt về làng còn ra thể thống gì nữa. Các anh giữ em một thời gian rồi sẽ quen thôi mà. Mày chưa tưởng tượng được những gian khổ vất vả mặt trận đâu. Thôi, việc cái để xe trưởng lo, ra uống nước đi. Có báo động. Trung đội đóng quân phân tán, báo động bằng kèn cho ai thổi còi như ở doanh trại. Đúng đơn vị nữ ở đây rồi, ta ra xem sao đi. Thôi, khuya rồi, để mai. Tụi mình tớ ở rồi, toàn các an ninh sinh tươi. Vinh! Dạ. Lên chỉnh kính ngắm, xem nào đẹp nhất đi, nhanh lên. Căn cứ vào nhu cầu tổ chức của đơn vị để đảm bảo thông tin liên lạc, làm nhiệm vụ đặc biệt nay quyết định. Không biết có chuyện gì. Toàn các an ninh sinh tươi. Báo Nguyễn Thị Lan về trung đoàn bộ nhận hình thức kỷ luật vì đã vi phạm vào quy định bảo mật của đơn vị. Điều 2, quyết định này phải được công bố trước cán bộ chiến sĩ toàn trung đoàn để nhắc nhở mọi người tôn trọng kỷ luật trong nhiệm vụ thông tin liên lạc quân sự. Điều 3, thủ trưởng đơn vị VK15 và đồng chí Nguyễn Thị Lan phải có trách nhiệm thi hành quyết định này. Lan! Lan! Nghiêm!
Nếu thằng Vĩnh phải chuyển đến vị khác thì cũng như thế nhỉ. Mày chỉ đùa vớ vẩn. Tao xông lên áp sát mục tiêu. Đứa nào đi với tao nào. Nó bắt vào trong đó thì bỏ mẹ. Cả lũ hèn. Anh Hùng ơi, đợi em với. À thế. Chào Đồng Hương. Dừng lại, không được vào khu vực cấm. Bộ đội cải mà. Đề nghị các đồng chí quay lại. Sao lại cấm nhỉ? Đơn vị gì mà giam giữ kỹ lưỡng thế nhỉ? Không ở lôi thôi, chúng tôi là cảnh vệ, chỉ biết canh gác. Canh đi đi. Các anh còn hỏi lôi thôi, tôi nổ súng là phiền đấy. Đi thì đi, làm đếch gì mà hách thế. Giời. Về thôi. Ba lô xuống đây. Đợi em ơi. Chiều này. Đây nữa. Kíp xe 209. Đóng hộp. Đưa đây. Nhanh lên. Nhanh lên, tao bảo phải nghe chứ. Nhanh lên. Chuẩn bị điểm danh. Được. Bên phải. Quê. Tôi lái xe Lê Bá Hùng, quê Thái Bình, 12 tháng đại ngũ. Tôi, Phạm Văn Vĩnh, pháo 2, Tân Bình, Gia Lâm, Hà Nội. Tôi, Nguyễn Văn Trường, pháo 1, Đan Phượng, Hà Tây, nhập ngũ từ trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ôi, giống cậu trưởng lớp, hồi cấp 3 của tao quá Ngọc ạ. Thay bánh nào cơ? Trông đẹp dai quá nhờ. Tôi, xe trưởng Trần Văn Thời, lính cựu, 2 năm tại ngũ. Giải tán thôi, đứng làm gì nữa? Phải có khẩu lệnh chứ. Nhưng lan à, quên, lại nhưng dựng ra trung quân ngụy trang xe. Rõ. Các đồng chí A4 về sinh hoạt ngay. Bọn em còn đang giặt. Sinh hoạt sớm thế hả chị? Đã đến giờ rồi chị Tâm. Đề nghị chấp hành mệnh lệnh. Cái mụ tiểu đội trưởng này quá đáng thật. Nụ ơi, con mời tao anh xà phòng. À, đây này. Ngọc ơi, đi tao cái chậu nào. Theo ơi, chờ tao về với. Ừ, nhanh lên. Thôi, đi kiếm vật liệu dựng lán. Chứ biết làm cái cóc khô gì nữa. Đi đi. Các nhà báo nước ngoài và trong các đô thị miền Nam đã dùng cụm từ mùa hè đỏ lửa để nói về vùng chiến sự ác liệt Quảng Trị và những trận chiến dữ dội sẽ diễn ra trong mùa hè đang tới. Và thật vậy, từ những cuộc xung đột nhỏ tại các huyện ven biển dọc đường quốc lộ từ cửa Việt đến thành cổ, những cuộc dồn quân ở cả hai phía đang thầm lặng diễn ra. Bình luận viên Nguyễn Quốc Tài. Hết. Sao chẳng hết thế? Thì rồi à. Xem còn bài gì đọc nữa đi. Chẳng hết thế. À, còn mấy dòng nữa đây. Đây rồi. In tại nhà in báo Nhân dân 48 Tràng Tiền Hà Nội giá 5 xu. Đã đọc hết chẳng còn chữ nào cả. Giải tán thôi chưa trưởng? Hay đọc lại từ đầu vậy? Tất cả giải tán. Đi. Nhanh lên, mau ơi. Đi. 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 Đi
Thấy không? Đủ ơi, đủ. Đợi đã. Từ từ. Đâu rồi đây? Đâu ta xem với. Cái ông lớp trưởng của mày trông tôi xinh quá. Bọn hắn còn có cả cây đàn guitar nữa kìa. Sao họ không chơi nhở? Sao không tới chơi nhở? Tao còn nhìn thấy cả một con cún. Đâu? Đấy, đâu? Thấy chưa? Thôi, đi ngủ đi. Chưa hết giờ sinh hoạt. Đã ăn cỏ đi chị Tâm. Còn sớm mà chị. Lại còn sớm nữa. Chúng mày, lại đây. Tao không muốn chúng mày phải chuyển đi đơn vị khác. Như con Lan. Có phải chị Lan yêu anh Hoài mới cơ yếu không ạ? Ừ. Tao rất thông cảm với chúng mày. Nhưng nguyên tắc của đơn vị không cho phép ai được tiếp xúc quan hệ với người ngoài. Thôi. Sắp còi rồi đấy. Chuẩn bị chỗ ngủ đi. Không tí nữa tắt đèn lại mò mẫm như sẩm ấy. Sáng nay chị khó tính thế nhỉ? Bi 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 bi. Cao lên thôi. Rồi. Đến giờ ngủ rồi đấy. Ngủ chứ. Ngủ thế nào được? Phải làm bằng xong làm chú quân đã. Đúng rồi, làm thôi. Thằng Choát, hăng thật. Đã buộc đi thôi. Thằng Vĩnh Choát, mày đi ngủ đi. Không có buổi tập ngày mai lại ốc máu cam trước mặt các thủ trưởng đấy. Mọi người làm việc, em nghỉ thế nào được? Thôi, cậu ngồi đàn hát cho tụi này làm việc có năng suất hơn đi. Này, đừng có khinh thường nhau nhá. Người ta ai có lúc khỏe, lúc yếu. Theo, chưa ngủ à? Có mỗi một quyển Chiến tranh và Hòa bình. Đọc mãi mà chưa chán à? Biết làm gì khác được. Thương con Lan quá mày ạ. Ừ. Con Lan đã tròn 26 tuổi rồi. Còn anh Hoàng cơ yếu, đã ngoài 30 rồi đấy. Ở quê tao, con gái 18-20 đã đi lấy chồng cả. Ngày tao đi bộ đội, mẹ tao cứ nghĩ đi 1-2 năm rồi về lấy chồng. Thứ nào bà cụ cũng chỉ lo tao bị ế thôi. Mà tội nghiệp bà cụ quá. Con cái đi hết, một mình ở nhà. Mẹ tao cũng thế. May mà nhà tao có chị dâu, có cháu nội ở với bà rồi, cũng đỡ. Họ cũng là bộ đội như chúng mình, nhưng không bị nhốt sau hàng rào. Họ vẫn được gặp mọi người, được yêu nữa. Nhưng nay mai họ lại phải ra chiến trường. Chẳng biết sống chết ra sao nữa. Theo ơi, mày còn thức không? Còn. Bật đèn lên đọc truyện đi. Tao chả làm sao mà ngủ được. Tìm đoạn Natasha gặp Andrei. Bật đèn lên. Thôi, mày không cần phải bật đèn nữa đâu. Tao thuộc rồi. Cả mày cũng thuộc nữa mà. Chàng cúi xuống, gượng nhẹ nắm bàn tay của Natasha. Bàn tay mềm yếu, run lên như một đầu lá bé nhỏ trước gió. Và cặp mắt nàng ngước lên. Trong thoáng giây, hai tròng mắt Natasha như có một làn khói lướt qua.
dậy dậy. Lính tráng gì mà ăn ngủ không có giờ giấc gì cả. Không không không, trở lên. Nhanh lên. Vinh, mau lên, Vinh. Trường Trường, dậy. Tao ngủ hết tiết đâu, cứ lên lớp trước đi. Lớp nào, báo động. Báo động à? Kíp xe tập hợp. Báo cáo thủ trưởng, kíp xe 209 có mặt. Ai cho phép dựng lán ở đây? Báo cáo thủ trưởng, địa điểm này rất an toàn cho xe và chiến sĩ ạ. Đại đội yêu cầu các kíp xe phân tán, vừa để đảm bảo an toàn, vừa là khoa mục huấn luyện. Các đồng chí đóng quân xa thế này, làm sao có thể phối hợp tác chiến khi có báo động hả? Ông chủ ý này ác gì giàu quá. Cứ như hầm. Báo cáo thủ trưởng, điểm đóng quân của chúng tôi có cự ly tương đương với các tổ khác. Ở đây vẫn nghe rõ kẻ báo động của đơn vị. Okay. Nhưng tôi chưa cho phép sau đợt dựng lán. Anh Thời, anh xin thủ trưởng đi. Ngay trong ngày hôm nay, các đồng chí phải rời lán về nơi quy định. Dạ thưa thủ trưởng, chúng em đã dựng lán cả đêm qua, để thủ trưởng không đỡ bắt chúng em đi chỗ khác. Đến cậu Vĩnh yếu thế mà cũng không chịu đi ngủ trước ạ. Ai bảo tôi yếu? Báo cáo thủ trưởng, em chỉ nhỏ người nhưng không yếu đâu ạ. Sao tôi lại không nỡ dẹp? Điều đầu tiên trong công tác huấn luyện quân sự là rèn luyện ý thức kỷ luật, chấp hành điều lệnh. Các cậu hiểu chưa? Thủ trưởng, anh Hùng, anh Thời, làm thế nào bây giờ? Mấy con danh này sắp đến giờ nhận ca rồi. Ôi thế ạ. Còn năm em chả biết gì cả. Thủ trưởng, cho chúng tôi hỏi tại sao không được đóng trại giấu xe ở đây ạ? Vì các cậu dựng lán chưa được sự đồng ý của trung đội. Chỉ có lý do như vậy thôi, phải không ạ? Nếu vậy, xin thủ trưởng coi như chưa có lán trại gì hết. Tôi, lái xe Lê Bá Hùng xin báo cáo. Chúng tôi đã chọn được điểm đóng quân giã chiến, có ụ đá giấu xe an toàn, cách điểm cao 131 và ban chỉ huy đội mỗi chiều 1.500m. Xin thủ trưởng duyệt. Bên cạnh đơn vị của các nữ chiến sĩ thông tin, đúng không? Cà nha, mày tốt chứ? Cà nha. 10 phút nữa tới giờ phát sóng. Các đồng chí chuẩn bị kiểm tra máy móc, chỉnh tần số, sẵn sàng làm nhiệm vụ. Về vị trí, đáp lại. Để tao giúp cho. Thôi, anh cứ để làm một mình. Không, tí nữa thủ trưởng duyệt, em lại làm hỏng đấy. Bài tập đi, bài tập không được, bọn tao cũng phải lên lên xuống xuống xe, mệt bỏ mẹ. Bây giờ vẫn chưa lên xuống xe thành thạo thì còn đánh đấm gì. Chú ý, trưởng xe, phó thủ, nạp đạn, lái xe, lên xe chiến đấu, tập tành thế à, làm lại. Báo cáo thủ trưởng, hôm qua, các đồng chí trong kíp xe 209 bị ốm, sức yếu, nên mới ngã như vậy ạ. Báo cáo thủ trưởng, em và đồng chí Vĩnh bị đau bụng, đi ngoài mất nước ạ. Ra mặt trận
các cậu cũng báo cáo với bên địch là hôm trước bị ốm, đi ngoài phải không? Hai cậu này ốm. Vậy chỉ có xe trưởng và lái xe dựng lán trú quân thôi. Báo cáo thủ trưởng, thực ra cả kíp xe dựng lán suốt đêm qua, anh em đều mệt, nhưng sợ thủ trưởng phê bình, họ phải nói thế đấy ạ. Báo cáo thủ trưởng, ở đó thường xuyên có còi báo giờ ngủ, giờ dạy tập thể dục của đơn vị bạn, chúng em sẽ làm theo họ. Em xin phép thủ trưởng cho chúng em được ở đấy ạ. Tiếp tục luyện tập. Này con kiếp hơi nhanh lên. Thôi đi. Chúng mày định làm lộ mục tiêu đấy à? Chỉ có cái này của chị Tâm mới làm lộ mục tiêu thôi, còn của chúng em á không sao đâu. Lán chú quân bỏ phí quá chị Tâm ơi, hay tiểu đội mình ra đấy ở đi. Mấy ông chỉ huy làm như vậy là đúng đấy. Đóng quân cạnh đơn vị bí mật như thế là không được. Khu vực cấm ở trong hàng rào, ngoài đấy là vùng tự do. Mà người ta có xâm phạm đến ai đâu cơ chứ. Nhưng chúng mày hy vọng gì ở ngoài ấy? Tuyệt đối không tiếp xúc với người ngoài đơn vị. Chuyện cái Lan quên rồi à? Chuyện cũ chị còn nhắc lại làm gì? Chúng em không tiếp xúc thì nhìn cho vui cũng được chứ sao. Họ cứ nhìn thì cấm được không nào? Khả năng không phải có con trai ý chứ. Nó cũng phải nhớ lại là thân như lại một nhá. Này, mì chín cánh đây. Hay gì cánh lý gia tăng, cách 35 cây số vẫn hăng mùi dầu. Ôi trời ơi, là cho xe là gì à? Mà chị cưới lý rồi, tất cả rồi nhá. Biến thất bại thành chiến thắng, đạt được mấy mục tiêu một lúc. Đêm nay sẽ có một cuộc gặp gỡ tuyệt vời. Thôi, mày đã chọn được Abi nào chưa? Chọn cái con khỉ. Tao chiều tụi mày chứ tao thích gì? Sao anh Thời mà thích quan hệ với dân? Quan hệ với dân khác tán gái chứ. Anh Thời cứ làm nặng nề, bọn em muốn làm quen, trò chuyện nghiêm túc chứ đâu có tán tỉnh xuông. Để đến ngày kết thúc chiến tranh mới tìm gặp nhau chứ gì. Mà cái thằng Thời cứ là người trí chúng nó. Đúng rồi, phải chung một ý chí chứ. Đã xong trận cả năm người như một. À, chúng mình chỉ có 4 thôi mà. Mày ngu lắm. Cái ông nhạc sĩ này viết về xe T-34 nên mới có 5 người. Còn tụi mình xe T-54 chỉ có 4 thôi. Thế thì phải sửa đi. 4 anh em trên một chiếc xe tăng, như 4 bông hoa nở cùng một cội, như 4 ngón tay trên mày. Một bàn tay. Kìa, sao lại dừng xe? Tôi sẽ biết. Xuống suối. Tất cả xuống suối tắm để cả Abi khỏi thấy hang mùi dầu. Đi. Đi. Xuống phòng. Xuống hết. Xuống phòng. Theo. Tắt đèn ngủ đi. Theo kìa. Làm sao mà ngủ được cơ chứ? Đàn ngủ này. Chị làm ba lô này. Thầy Vĩnh. Dạ. Bắt lấy. Đây nữa này. Đây nữa. Ôi giời. Thằng Vĩnh, chó của mày này. Vâng, để đấy. Cún cún. Cún. Vào đây cún. Vào đây nằm xuống. Vào đây. Kẻ ngủ hơn nửa tiếng đồng hồ rồi đấy. Nhớ họ vào ca làm việc thì sao? Không hiểu thế nào. Thôi, cứ đốt lửa đến đã. Kìa, có người ra hàng rào kìa. Mày đang nghĩ cái gì thế? Tao nhớ nhà quá. Nhớ anh Tiến và nhóm bạn của anh ấy. Hồi còn ở nhà, các anh ấy học giỏi lắm. Thế bây giờ họ ở cả chiến trường phải không?
Ừ. Ở Quảng Trị, Tây Nguyên, mỗi người một nơi, chả biết thế nào. Biết bao giờ mới được bình yên nhỉ? Chúng mình không có được tình yêu như Natasha đâu. Theo nhỉ? Chúng mình đọc truyện đi. Tìm đoạn Natasha cùng chị Sonia ngắm trăng trên biệt thự Rostov. Sonia, chị hãy nhìn kìa, một đêm trăng tuyệt đẹp. Ai có thể giam giữ ta trong căn phòng chật chội này mãi được. Chị hãy làm như em đi. Chúng ta cùng bay lên cao, cùng lướt trôi bồng bềnh giữa không gian huyền diệu. Chúng ta sẽ bay được thật mà, chị Sonia. Kìa, Natasha ngã chết bây giờ đấy. Không nước non gì rồi. Làm thế nào bây giờ anh uống? Đi ngủ, mai lấy sức mà tập chứ còn gì nữa. Bọn trong hàng rào là người máy cả hay sao mà chấp hành mệnh lệnh nghiêm chỉnh thế nhỉ? Có lẽ họ xấu hổ, con gái lại làm quen với con trai trước. Đúng là cái đồ sinh viên sự cổ đại. Này, bây giờ không phải là thời phong kiến đâu nhá. Nhưng dù sao họ cũng phải ý tứ chứ. Ý tứ ấy à? Để rồi chết khô, phải không? Vâng. Này, ông sinh viên ơi, đất nước đã có chiến tranh, yêu đương cũng phải tăng tốc lên, chứ không lơ mơ lãng mạn như ở trường đại học các ông đâu. Còn phải đi chiến đấu. Thôi đi các ông. Chuyện gì cũng lý sự được. Đi ngủ cho khỏe. Ngày ở nhà, buổi tối bọn con trai thường ra bờ giếng. Chúng hò hát và làm đủ mọi cách để bọn con gái chúng tao ra chơi mà. Thế chúng mày có ra không? Bọn tao chỉ đi qua đi lại đằng xa để chúng nó ra bắt chuyện. Xong rồi chúng mày đi đâu? Khi có chiếu phim hoặc văn công thì xa mấy cũng đến. Nếu không lại đi lang thang dọc bờ sông. Thế đi cả bọn hay là đi hai đứa? Đi cả bọn. Chưa đứa nào dám đi đôi cả. Muộn rồi đấy, ngủ đi, mai còn làm việc. Tú lơ khơ không biết chơi thì sống ở trên đời làm gì hả? Đồ ngọt sách. Chẳng lẽ tụi tao chơi mày đi ngủ được à? Vào học chơi đi. Mấy cây rồi nào? 6 cây. 6 à? Này, 7. Cái thằng nào đấy? 8. Cái tao. 8, đùa nhá. Đánh đi. Từ từ, nó xem bài đâu. Đánh lên. Chứ gì làm chủ đấy. Tép. Nào, ca sĩ, hát đi. 6 bích. 9 bích. Quỳ bích. Khi đã nghe tiếng ca của lòng người yêu phương xa, em hãy ngước mắt lên vui nhìn trời xanh quê ta. Chim răng răng bay ngoài nắng xuân đẹp thay, tan cơn phong ba lòng đất yên rồi đây. Em hãy nở nụ cười tươi xinh như đóa hoa xuân chào riêng anh, nói nhau hồn ngàn lời qua đôi mắt xanh. Ta hát chung tiếng ca vang rồi từ xa, chúa kẻ thù đi mau, dập tắt chiến tranh đẫm máu, dập tan ngay bao đau khổ và chia ly. Giữ lấy đức tin bền vững em ơi, giữ lấy trái tim đòi sống yêu đời. Là một bài tình ca của đôi lứa ta, dâng ca bao người. Này,
đố mày, anh ấy sẽ hát bài gì bây giờ? Bài tình ca vừa rồi làm tao nhớ đến hôm chia tay lớp 10A của tao quá. Thằng Minh Cận nó hát, nó lặp lại hai lần câu cuối cùng. Khi hát, nó cứ nhìn thẳng vào tao, làm bọn con gái cứ trêu mãi. Thôi, nhìn kia. Bây giờ tất cả đi ngủ, không đứa nào được chơi nữa. Đang vui anh Thời, mai tập được mũi tay không, sợ gì mệt. Anh Thời. Này thằng Choát, mày có muốn tao báo cáo thủ trưởng về tình hình máu cam của mày không? Theo ơi, làm thế nào bảo họ hát đấy nhỉ? Muộn quá, phải ngủ thôi. Thế là đã vi phạm kỷ luật rồi đấy. Họ đùa nghịch vui quá. Mà bọn chúng mình chỉ muốn nghe hát thôi. Anh Trường, sao anh thuộc nhiều bài hát thế? Hồi chưa có chiến tranh, tao với con Hòa nhà tao ở đội văn nghệ xã. Sau đó vào trường, đại học, tao hoạt động văn nghệ ghê lắm. Bây giờ, bọn con trai đi lính hết. Chả biết có còn gì không. Anh ơi, anh Trường, anh Hùng ơi, các anh ơi, hát nữa đi. Đi lên thôi. Chúng mày sợ hả? Đi. Ngại lắm, gặp nhau biết nói gì được. Hả? Một lũ hèn, cơ hội tuyệt vời thế mà bỏ à? Anh Hùng ơi, đợi em với. Không dám lên thì đệm đàn cho chúng nó vậy. Được. Ngọc nụ thêu có phải không? Chúng em không được phép. Tại cách ngừng hát chúng em mới ra đây. Chúng em phải vào bây giờ đây. Các bạn, dừng lại một tí đã. Cho hỏi, có ai là đồng hương không nào? Bọn này ở Hà Nội, Hà Tây, Hà Bắc, Thái Bình đây. Các bạn quê ở đâu? Em ở Hưng Yên. Cái thêu ở ngoại thành Hà Nội. Còn cái nụ, nhà nó ở ngay tỉnh này, cách đây có 30 cây số. Nhà thêu cũng ở ngoại thành Hà Nội như tôi à? Huyện nào đấy? Em thêu ở Đông Anh, ở Cổ Loa ấy. Cổ Loa à? Tôi đến Cổ Loa rồi đấy. Tôi ở Thái Bình, nhưng ở huyện Hưng Nhân, ngay gần thị xã Hưng Yên ý. Còn Ngọc, người ở huyện nào? Em ở vùng Trùng Nhãn. À, thế là vùng Tiên Lữ, đúng không? Còn nụ, nhà gần thế, có được về tranh thủ luôn không? Bọn em không được nghỉ phép. Cảnh vệ. Anh Thời ơi. Cái gì? Cảnh vệ kìa. Báo động đi. Dùng đàn của mày ấy. Cảnh vệ đấy. Thằng Hùng với thằng Vinh ngủ trên xe tăng say quá nhỉ. Các anh cứ đi ngủ đi, khuya rồi đấy. Mày đi đâu về đấy? Những thằng hèn ấy thì phải chịu thiệt thòi thôi. Các ami sinh tươi hẹn gặp bọn tao vào thứ bảy này rồi đấy. Hả?
anh Hùng bảo rủ cả anh Thời, anh Trường, nhưng các em không chịu. Cái loại đàn ông ấy nhát như thỏ đế, với lại lơ mơ, cao đạo, các em cho nghỉ bằng hết. Nói được nhiều chuyện thế cơ à? Chứ sao, tốc độ tên lửa mà. Này nhá, em Thêu ở Cổ Loa, Đông Anh, cũng ở ngoại thành Hà Nội như em, đúng không? Đúng thế. Em Ngọc ở Hưng Yên, em Nụ nhà cách đây 30 cây, nhưng từ ngày vào lính chưa được về thăm Bu. Thế các em hỏi gì? Có phải muốn nghe thằng Trường hát không? Đúng rồi. Thế thì chúng nó chỉ mê thằng Trường thôi. Còn bọn này là cái bung sung. Này, đừng có tưởng bở nhá. Xưa nay các bố văn nghệ sĩ chỉ tạo cớ cho người đã yêu nhau thôi. Còn bản thân á, ôm gối nằm co một mình. Hát đi Trường. Hát theo yêu cầu các thím bộ đội. Đúng rồi, hát đi, chờ một tí nhá. Đó, hát đi. Đây rồi. Đây. Micro. Đây, hát đi. Đây, đứng đây. Em ơi, đợi anh về. Đợi anh hoài em nhé. Mưa có rơi rầm rề, ngày có dài lê thê. Em ơi em cứ đợi, đợi anh lại về trong chiếc cười nào hôm nay. Đợi anh lại về trong chiếc cười nào hôm nay. Ai ngày xưa rơi lệ hẳn cho sự tình cờ. Anh ngày xưa rơi lệ nào có biết bao giờ, nào có biết bao giờ, bởi vì em ước mong, nào có biết bao giờ, bởi vì em trông ngóng, trông cho tan giặc bước đường quê. Anh của em lại về, anh của em lại về, anh của em nào. Trung đội chú ý, thành đội hình kiếp xe, hai hàng dọc tập hợp. Khoa mục huấn luyện đội ngũ tay không, trung đội nhanh chóng chiếm tuyến triển khai xung phong. Mục tiêu điểm cao 131, phối hợp cùng bộ binh tiêu diệt. Này, lên rồi. Hả? Lên rồi. Tâm nghiêm chỉnh, không lại mất cả buổi tối làm kiểm điểm đấy. Yên tâm đi. Nghiêm. 02 bên phải, 03 bên trái. Tiến lên, tiêu diệt mục tiêu. Đạn xuyên, tăng trọng ầm, 1002, tạm dừng, bắn. Đạn xuyên, phan 1, nạp xong. Đạn thế tăng trọng ầm, 1001, bắn. Xuống bắn. Mục tiêu sân chạy lấy thông tin, cự ly 1500m, đạn pháo bông, phan 1, bắn. Phá bông, phát 1, nạp xong. Đã thấy chạy lính thông tin. Phá bông, bắn. Dừng lại. Áo lính. Thế là thôi rồi, anh Hùng ạ. À, áo dân sự, gặp nhau được rồi. Này, tối nay tất cả phải tăng tốc lên. Không nói chuyện dài dòng, phải hôn thôi cái. Cách xa cả mét, hôn thế nào được? Gỡ giả mà hôn thì sợ đấy chứ. Này. Sao lâu thế nhỉ? Quá 15 phút rồi vẫn chưa thấy gì. Chắc mụ A Trưởng chưa ngủ nên các em đành chịu. Trưởng, mày hát đi. Tiếng hát của mày có khi lại ru ngủ được những kẻ không tin như mụ Tâm đấy. Vinh, đàn. Có ngay. Này, hát bài gì bây giờ? Bài gì mà chả được. Chưa là xa cảnh anh Trường ạ. Anh hát bài nghe tình cảm lắm. Khi
chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh, mà sao em xa anh, đời vẫn xanh rời rời. Có gì đâu em ơi, tình yêu là rừng sông, nên nắng hừng trong lòng, mạnh đời căng mau nóng. Anh đi qua bao núi, tình nghẹn như khe suối, lưu luyến và nhớ thương, chạy theo anh tháng ngày. Anh đi xa càng xa, tình nghẹn như cỏ hoa, sang xuyến và thiết tha, theo anh dài đường dây. Anh đi xa bao. Có tín hiệu báo lại rồi. Áo lính, phải báo cát đột xuất. Bây giờ làm gì? Hay là chơi tú lơ khơi đi. Chơi bài gì? Ngủ. Này, lại nghiên cứu lịch sử đấy. Hết chiến tranh lại vào tiếp năm thứ ba mà. Kẻ đó, ngủ đi. Trường ơi, anh Trường. Nụ ơi, đừng vào vội. Nụ ơi, anh bảo đã. Anh đừng, đừng làm thế, nguy hiểm lắm. Gặp nhau ở hàng rào thế này cũng được. Không, anh không muốn giữa chúng mình có gì ngăn cách. Chờ đợi em nữa không? Em chỉ sợ ngoài mẹ ra chẳng còn ai nghĩ đến em thôi. Nụ, anh sẽ tìm em bằng được. Nhất định chúng mình sẽ gặp lại nhau. Anh Trường, bao giờ mới kết thúc chiến tranh hả anh? Cái Hoài nó vẫn hỏi anh như thế. Hoài nào cơ? À, cái Hoài em gái của anh ấy mà. Nó bằng tuổi em đấy. Anh đã hứa giúp nó luyện thi đại học. Sắp vào mùa thi, chắc nó lo lắm. Lâu lắm được xuống thị trấn. Trông khác nhờ. Vào mua mấy thứ em. Vào trong này đi. Thế có cái gì hay hay. Ừ, đi vào đi. Mình mua. Vào đi, chắc là vào đi. Có hàng nhiều rồi đấy. Em mua đôi sách. Thứ chỉ được nửa năm được thôi nha. Nghĩ trước đi, mua cái gì thì nghĩ trước đi em nha. Em mua nhiều thứ lắm. Em mua mấy cái tem thư. À, tem phải gửi đấy. Người yêu gì? À, chị cứ trêu em. Có người yêu phải khai ra. Nhanh lên. Nào, nhanh lên. Chị Tâm ơi. Cái gì? Mua cho em vay mấy đồng. Này. Ừ, em tính hết cả tiền rồi. Nhanh lên. Ừ, đi vào đi. Em chào chị ạ. Ừ, chào các em. Em chào gì chị. Nào? Em chào chị. Em chào chị. Cho em xem cửa sổ. Ờ, em xem. Nụ ơi, có đôi dép đẹp lắm. Cho em xem cái đèn pin. Cho em xem đôi dép ạ. Đèn này ạ. Số 39 ạ. Có cái cho em chưa hả chị? Có, chị vẫn để phần cho em từ tháng trước. Thế ạ. Em xem này. Cuối bao nhiêu tiền? Ừ, chào chị.
của em đây. Vâng, em cảm ơn chị ạ. À, chị Tân Diên Ngân nhá. Chắc là của ông xã đội nào gửi. Xem nào, chị ở đây có ai bán chị nhỉ? Đây. Chúc mừng cười nhỉ. Chị Tân Diên nhá. Chị ơi. Ngầm quá. Sao em? Diện cái gì? Chị đơn giản lên. Thôi, mặc thử đi. Sao phải sợ to nhất đi. Chị bán cho em một bao thuốc lá được không ạ? Thuốc lá bán phân phối theo sổ, chị không bán được cho em đâu. Mày lấy đi. Chị ơi, chị làm ơn bán cho em một bao thôi. Em cần lắm à? Về thế nụ. Này em ơi, cầm lấy đi. Chị sẽ trừ vào suất của ông xã ở nhà cũng được. Chị linh động bán cho em đấy nhá. Chị, em cảm ơn chị ạ. Em gửi chị. Ừ. Nhanh lên cho mày. Này, mình nhanh lên. Chị Tâm ơi, sao chị kín thế? Chị đặt từ bao giờ đấy? Đồ khỉ ạ. Giá mà các chàng cũng được nghỉ chung với tụi mình nhỉ? Ờ, họ tập tành căng lắm. Đúng 3 tháng phải hoàn thành chương trình mà. Lắm. Sao biết nhiều thế? Cứ như thủ trưởng đơn vị. Thế đã cho anh biết là mẹ nhà chỉ mong có con rể chứ đấy. Mày chỉ vớ vẩn. Ai lại nói thế? Ngượng chết. Tối nay bảo chàng viết thư về cho mẹ. Này Thêu, đã để tín hiệu chưa? Rồi, áo trắng. Tao có cái này làm quà cho Andrei của tao đây. Tao cũng có quà tặng Đồng Hương đây này. Để chàng ghi nhật ký phải không? Chàng gì, Vĩnh bằng tuổi thằng Phương em mình. Nhà Vĩnh không có chị gái. Thế đã kết nghĩa chị em chưa Thêu? Rồi. Cái nụ có quà gì khai ra. Đây. Ra rồi, ra rồi. Cái gì ra rồi? Các em đi bên kia. Ra đâu? Ngoài thị trấn, mua đồ, cả 6 em. Thế nào? Ta tiến lên chứ? Tất cả, đi, đi. Đi. Anh Thời, đi chứ ạ? Ăn uống xong cái đã. Ăn uống gì? Đi ngay không mất mục tiêu lại phí công. Hôm nay xe trưởng cũng phải đi. Đừng có ngồi ở nhà lý sự ba nhăng nữa. Đi. Thôi được rồi. Để ta mang cái bánh này đi. Ăn cho đỡ đói. Rồi. Đi. 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 À, cái thằng choát này. Sao lại còn đứng ở đây? Hay là sợ các chị quá hả? Em còn phải ra sách báo. Trả xe cho thủ trưởng nữa. Thôi anh cứ đi trước đi. Dọn dẹp xong em theo ngay. Thank you.
Sớm mà chị. Đi chị Tâm cho bọn em chơi một lúc. Tập hợp. Cô Tâm, cô làm cái gì thế? Chẳng lẽ cô không có kỷ niệm của tôi học cho? Theo tôi về đơn vị. Cô Tâm, các cô khu như chúng tôi cũng là lính cả, nhưng dù sao cũng có lúc nghỉ ngơi, trở lại cuộc sống bình thường chứ. Đơn vị chúng tôi có những nguyên tắc riêng, đề nghị đồng chí không nên can thiệp. Nguyên tắc gì thì nguyên tắc, cũng còn phải sống chứ. Chúng tôi đã tự nguyện hy sinh tất cả cho thắng lợi. Các đồng chí khác, chúng tôi khác. Chỉ có các cô mới dám hy sinh. Còn chúng tôi đi lính cho vui thôi có phải không? Cô nhìn đây này. Đây nữa, nửa đại đội của nó đã nằm lại ở mặt trận. Anh Thời, em xin anh. Đúng là đơn vị chúng em có những nguyên tắc riêng, nghiêm cấm mọi quan hệ với bên ngoài. Mà chị Tâm ngăn cấm bọn em cũng là để bảo vệ chung. Các anh đừng giận chị ấy. Bọn em về trước đây. Họ đi đâu đấy? Có chuyện gì thế? Này. Ở đấy. Báo cáo xe tốt. Pháo chuẩn bị xong. Nạp đạn chuẩn bị xong. Giải tán đợi lệnh. Ê kìa, Vinh Hùng cầm lấy này. Trả anh đây. Không trả. Cầm đây. Vinh Hùng ơi. Vinh, đưa cho tao. Cầm đây. Hút đi để lấy phước của các em. Giả đây. Ơ à. Không được hút. Đây là kỷ niệm của nụ. Tao sẽ giữ. Giữ để móc ra. Để xem được bao lâu. Tao với thằng Vĩnh có sổ để ghi nhật ký và khăn mùi xoa lau nước mắt, dấu hiệu của sự chia tay đấy. Thì cũng chia tay đến nơi rồi, chứ còn gì nữa. Thế nào, đã tỏ tình được chưa hả? Chả biết nói gì. Toàn hơn tuổi em cả. Tối nay xông vào trong trại, nghe không? Nếu bị cảnh vệ nó phát hiện thì chịu tội. Dám làm dám chịu, sợ cái quái gì. Làm nhận thư nào. Đây của cô. Đây nữa này. Thư của anh tao. Hiên ơi, sao đây? Thư hộ nhá. Tao. Sao đây gặp chung? Mày có thư à? Thư của mẹ tao. Cho tao chung với nhá. Thư của anh tao. Gửi quê lên đấy.
cái nô có chuyện gì kìa. Có chuyện gì thế nụ? Mày bay bắn tên lửa vào ngõ nhà mình, mẹ mình bị thương. Thế ai biết bệnh viện? Bà dân hàng xóm. Phát một lọ xong, đã thấy đang trong hầm. Đạn xuyên 1001 bắn. 1002 bắn. Theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Binh chủng Xe tăng Thiết giáp, Lữ đoàn đã có lệnh điều động toàn đại đội chúng ta ra mặt trận. Các đồng chí còn 35 giờ chuẩn bị phương tiện, khí tài, dầu mỡ, kiểm tra kỹ thuật xe và vũ khí, cũng như các công việc chuẩn bị cá nhân khác. Đúng 22 giờ ngày mai, từng trung đội điểm danh. Bất cứ cán bộ, chiến sĩ nào không có mặt vào giờ điểm danh, đều bị coi như đào ngũ, sẽ phải chịu kỷ luật của đại đội. Anh Hùng, Vĩnh, anh Hùng, Vĩnh. Ôi. Ngọc ơi, ngày kia bọn anh ra trận rồi. Sao, ngày kia đi rồi à? Anh Hùng chờ em một chút. Ui, con chó đẹp quá. Anh Trường. Nụ đâu? Nụ nó không ra đâu. Sao vậy? Có chuyện gì thế? Nó có chuyện buồn. Nhà nó bị máy bay bắn, mẹ nó đi bệnh viện chả biết thế nào. Thế Nụ đã về nhà rồi à? Không, nó biết rõ là không thể làm gì được. Ngày kia chúng tôi đi rồi, tôi phải gặp bằng được Nụ. Vâng, đếm vào bảo nó. Chị Thêu, chị giữ lấy con cún này đi, em quý nó lắm. Bọn em ra trận, không thể mang nó theo được. Bọn chị sẽ nuôi nó, em cứ yên tâm. Nụ. Anh Trường. Anh biết cả rồi Nụ ạ. Cô Tâm. Cô Tâm, dừng lại tôi bảo đã. Cô không biết thương họ, họ sắp ra trận. Anh Thời, em ra gặp anh để xin lỗi anh về việc đã xảy ra hôm ở trường học. Có lẽ em là người không biết thông cảm, không có cảm xúc như những người khác. Nhưng mà phải có cách nào chứ. Thế đơn vị không cho em nghỉ phép được à? Không. Nguyên tắc bảo mật, điện báo viên không được ra ngoài đơn vị. Mình ra với chúng nó đi. Anh Thời, có cái nào giúp bọn em với? Chờ. Đủ em. Chị. Em cứ yên tâm. Làm thế nào bây giờ anh Thời? Thôi được, đại đội có thể giải quyết cho một vài trường hợp về nghề tranh thủ trước khi xuất quân. Đã 2 năm nay ta không về nhà,
cũng định. Nhưng thôi, tao sẽ xin phép cho thằng Trường về nghỉ tranh thủ thăm mẹ nụ vậy. Thế còn anh? Thôi, mà chuẩn bị đi ngay đi. Bảy giờ rồi đấy. Hay là xong việc cái nụ, nó lại tranh thủ đi đâu nữa? Đi đâu được? Quê nó ở xa, làm sao đi được? À, ở đây nó có quen ai đâu. Các anh ơi, hay là trước lúc ra trận cu cậu sợ quá lại mới hút con mẹ hàng lươn rồi. Sắp vào chỗ sinh tử mà mày dám nghĩ về đồng đội như thế à? Ờ, em đùa mà. Mày đùa vớ vẩn. Nín đi. Mày nín đi nào. Ngộ nhỡ anh ấy không về kịp thì sao? Vớ vẩn. Không về kịp là thế nào? Quá 10 phút coi như là đảo ngũ. Sống chết gì cũng phải về. Thế nào đây? Toàn kiếp xe tập hợp, chuẩn bị điểm danh. Điểm danh: Trần Văn Thời có, Lê Bá Hùng có, Nguyễn Hoàng Văn Vinh có, Nguyễn Văn Trường. Nguyễn Văn Trường có tôi. Anh Trường về. Anh Trường. 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 Báo cáo có. Con Loan ở A3 làm thay, để em nghỉ nhá. Thôi chị đừng lo, em làm được mà. Anh Trường, anh yên tâm đi. Em đã hẹn với chị Thêu rồi. Anh viết mấy chữ gài hàng rào, hết ca nữ sẽ ra lấy. Giấy bút đây, mày viết đi. Không, tôi phải gặp bằng được nữ. Gặp nụ bằng cách nào? Ta đã nói rồi, nụ làm việc đến 6 giờ mà 5 giờ mình xuất phát. Hùng, mọi khi ông dũng cảm lắm cơ mà, ông vẫn nói đủ điều về tình yêu, về sức mạnh. Chẳng lẽ đó chỉ là những lời trống rỗng, những chuyện ba hoa cho vui thôi sao? Tôi phải gặp bằng được nụ, không thể để cho cô ấy lo lắng thêm về bà mẹ được nữa. Cô ấy phải được biết là tôi đã về. Trường, chúng ta không muốn thiếu mày trong kiếp xe ra trận ngày mai. Cũng có lúc người ta đành bất lực trước hoàn cảnh. Hoàn cảnh? Hoàn cảnh nào? Tại sao lại phải bất lực? Không, tôi phải gặp được nụ. Các anh hãy giúp tôi. Anh Thời, hãy giúp em. Thank you.
Hôm nay cánh anh xe tăng làm gì mà đi lại ghê thế? À, mai họ ra trận, chắc lại chỉnh xe điều xích. Thôi, ta hút thuốc đi. Sai trái. Các đồng chí cảnh vệ, truy kích. Bắn lính nữa.
Số họ đã không bao giờ trở lại.